mà mình lấy cái hùng này lên. Rồi rồi, tới công chuyện này. Con biết con xin lỗi, con tưởng mẹ con nó giỡn con nói thiệt là con lừa. Mấy con biết rồi, con đâu có giỡn làm gì vậy. Con xin lỗi, con nói thiệt á. Con nói thiệt á. Xuống xe, cho tôi xuống xe. Xuống xe. Xuống xe, xuống xe. Xuống xe. Xuống xe. Con la, con la. Con la nữa. Cho tôi xuống xe. Bà này im đi, đấy nhỏ nhỏ thôi. Con la, con la. Cho xuống xe bé ơi. Con không biết, mấy con xin lỗi, có gì à, hứa la đừng có la nữa. À, hứa cho tụi con chứ. Thì cũng như mấy bình thường, mình đi đám ma thôi, không sao đừng có la. Biết rồi mà dễ cái việc mình. Đừng có la, đừng có nói nữa, tao sợ mà. Đi gì cũng dễ la, mày cùng hả? Để gì người ta, ông lấy lộn thì hẹn tao lại gì? Lấy mặt cái tao chết luôn cái ơi. Để la, đừng có la nữa. Để hẹn tao lại vậy rồi, không có đời nữa. Chứ có cái hùng ở trước là hùng gì nữa vậy? Tay chân nghe vậy trời. Không. Đừng có tạo cái tình huống gì nữa đây, tao ta sợ lắm rồi. Bây giờ nè, bây giờ nghe lại tao. Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao? Tự hỏi rằng sẽ có thế nào. Bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh đi. Cái xe nó rung quá lắm. Chụp cái chân em rồi. Này chụp cái chân mày. Thôi bình tĩnh, bây giờ bình tĩnh nè. Bây giờ cái chuyện này là chuyện bình thường, hiểu không? Cái này là cái chuyện bình thường rồi. Nó không, mấy mình đi mình gặp hoài rồi, hiểu không? Nói chung là bây giờ là bớt có sợ đi. Bình tĩnh đi, đừng có la. Mày giờ càng la càng sợ, hiểu không? Thôi mình tết mình khiêng người ta xuống nha. Dạ, mày lấy cái tay chú mày tìm để đi mày. Dạ, dạ. Nói chuyện nữa. Đi ra quá chạy chơi người trời. Mày vô à. Quỷ ơi. Gì vậy?